Vào khoảng 18 giờ tối ngày 31 tháng 3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một xưởng sản xuất gia công nệm mút nằm trên đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy đã làm hàng trăm mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân thấy khói đen và lửa bốc lên tại xưởng sản xuất nằm tại số 82 đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, liền hô hoán dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không thành. Giờ đây là xưởng sản xuất nệm mút nên bùng phát nhanh và cháy lan nhiều xưởng lân cận. Cùng lúc này thì hàng chục người dân đã di chuyển tài sản tháo chạy, một số công ty gần đó cũng huy động công nhân di chuyển tài sản ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 29 xe chuyên dụng và hàng trăm chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Tuyến đường Bình Long bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo tài sản của dân. Đến khoảng gần 21 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 700 m2 của hai xưởng sản xuất, hai nhà dân bị cháy rụi, rất may vụ cháy không có thương vong về người.